Là nhân viên văn phòng nên chị Thúy Hằng thường xuyên phải tiếp xúc với máy tính, giấy tờ. Tuy nhiên, chứng da mồ hôi tay khiến chị gặp nhiều phiền toái. Khi mà làm việc lâu thì mình rất hay bị da mồ hôi tay. Khi mà da mồ hôi tay thì đầu tiên mình cảm thấy rất là khó chịu và thường xuyên phải sử dụng giấy khăn giấy hoặc là rửa tay. Thì điều này tạo nên cảm giác mất tự tin trong khi giao tiếp và trong công việc được cũng như cuộc sống thường ngày. Mồ hôi trộm là chứng bệnh thường gặp ở tất cả các lứa tuổi. Biểu hiện của bệnh là bàn tay, bàn chân ra nhiều mồ hôi, nhất là lúc làm việc căng thẳng, tâm trạng lo lắng hoặc bị xúc động. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến chứng bệnh này, nhưng nguyên nhân chính là do phổi yếu. Chứng mồ hôi trộm không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu để lâu sẽ dẫn đến mất nước, suy nhược cơ thể. Người mắc bệnh thường chữa trị bằng cách uống thuốc hoặc sử dụng thuốc xịt. Nhưng ít ai biết rằng chứng mồ hôi trộm có thể được chữa trị đơn giản bằng lá lốt. Trước thì xin được cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình với chúng tôi. Thưa bác sĩ, tại sao lá lốt lại được coi là một cái vị thuốc ạ? Quyển Cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của giáo sư Đỗ Tất Lợi có viết, lá lốt là một cái cây thuốc mà có vị cay, đắng, tính ấm và có thể quy vào một số các cái kinh như là can, tỳ và có thể ứng dụng để chữa một số các cái chứng bệnh thông thường, ví dụ như là những cái chứng bệnh như đau khớp, rồi da mồ hôi trộm, rồi có thể giúp trong các cái gia vị kích thích tiêu hóa. Vậy thì chúng ta sử dụng lá lốt để điều trị cái chứng da mồ hôi trộm như thế nào ạ? Để dễ tiện sử dụng, các bệnh nhân đã kiểm tra bị da mồ hôi trộm mà không có những cái nguyên nhân thực thể, các chức năng cơ thể hoàn toàn bình thường thì bệnh nhân cũng có thể sử dụng cái vị thuốc lá lốt. Tại gia đình mình có thể sử dụng toàn cái cây lá lốt, cả rễ, cả thân, cả lá và mình có thể rửa sạch đi, cắt ngắn từng đoạn và phơi khô rồi sao vào hạ thổ. Mỗi ngày thì dùng chừng một nắm thì nó cỡ chừng từ 10 đến 20 gram. Mình có thể hãm chè hoặc mình có thể cho nước vào đun sôi uống thay nước hàng ngày. Uống cỡ chừng khoảng độ 10 đến 20 ngày và sau đó là nghỉ một thời gian khoảng độ 1 tuần thì mình cũng lại có thể dừng lại xem đánh giá lại tình trạng như nào và phải kết hợp với chế độ ăn uống, điều trị nguyên nhân cho nó thích hợp thì mới đạt được hiệu quả điều trị. Vậy thì khi sử dụng lá lốt để điều trị cái chứng mồ hôi trộm thì chúng ta có cần phải lưu ý cái điều gì không ạ? Chúng ta cũng phải lưu ý một số điểm. Thứ nhất là phải tùy theo nguyên nhân gây ra mồ hôi trộm mà chúng ta xem xét là có nên ứng dụng cái vị thuốc này hay không. Vì nếu như mà lá lốt nó có vị ấm này, cho nên là nó có tính ấm, cho nên là cũng không nên sử dụng cho những cái trường hợp mà da mồ hôi trộm mà người ta thuộc thể nhiệt. Nếu như chúng ta sử dụng dưới dạng hỗ trợ thì nói chung là tương đối là ổn định, trừ những cái trường hợp mà nhiệt nhiều này, rồi vã mồ hôi nhiều, những cái trường hợp mà tổn thương thực thể các cơ quan thì cần phải đi kiểm tra và sử dụng các thuốc phối hợp. Vâng, xin cảm ơn những thông tin mà bác sĩ đã chia sẻ với chúng tôi. Cách dùng lá lốt điều trị chứng mồ hôi trộm như sau. Rửa sạch lá lốt, cắt ngắn từng đoạn, phơi khô, sao vàng, hạ thổ. Mỗi ngày dùng từ 10 tới 20 gram, đun sôi hoặc hãm chè uống thay nước lọc. Dùng trong 10 đến 20 ngày, nghỉ một tuần, sau đó tiếp tục nếu bệnh chưa thuyên giảm.